Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam thường xuyên được thi đấu dưới sự điều khiển của các trọng tài khu vực Trung Đông. Và thật trớ trêu thay, các vị vua áo đen ở khu vực này rất hay mang đến những nỗi buồn cho người hâm mộ Việt Nam. Câu hỏi được người hâm mộ đặt ra là, lý do nào khiến các trọng tài ở khu vực Trung Đông lại xuất hiện nhiều như vậy ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á? Tại sao các khu vực khác lại rất hiếm có trọng tài được phân công điều khiển? Để làm rõ câu hỏi của người hâm mộ, trọng tài Dương Văn Hiền đã có những phân tích và đánh giá về quyết định điều động trọng tài của AFC. Thực tế, đây là một quyết định có thể xem là bất khả ép của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ông Dương Văn Hiền chia sẻ, như đã biết, đại dịch Covid bùng phát khiến AFC phải chịu rất nhiều những áp lực và khó khăn trong việc phân công, giám sát công tác trọng tài ở các trận đấu tại vật lý cuối cùng World Cup 2022. Nhiều quốc gia có trọng tài giỏi như Hàn Quốc, Úc, Singapore, Thái Lan. Vì quyết định cách ly, xuất nhập cảnh khó khăn nên không thể nhả người để tham dự vòng loại World Cup 2022. Đại khái là ở vòng loại thứ 3 này, chúng ta thấy hai quốc gia Úc và Trung Quốc không thể đá các trên sân nhà mà phải mượn sân ở Trung Đông vì các quốc gia này rất thoáng về quy định xuất nhập cảnh. Đây cũng là điều lý giải cho việc các quốc gia Trung Quốc như UAE, Syria, Bahrain luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nhận nhiệm vụ từ AFC. Nói chung lại, việc trọng tài đến từ khu vực này xuất hiện nhiều trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là dễ hiểu. Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, vừa công bố hai tổ trọng tài điều khiển các trận của đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào tháng 11 tới. Theo đó, trọng tài chính điều khiển trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11 tháng 11 sẽ là vua áo đen người UAE Mohamed Hassan. Trợ lý cho trọng tài Mohamed Hassan là ba trọng tài cũng đến từ UAE. Trọng tài VAR, công nghệ hỗ trợ trọng tài video, ở trận đấu này sẽ là ông Olaibi Amma, cũng là trọng tài có số má tại châu Á, đã từng điều hành vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Trợ lý trọng tài VAR là ông Hattab Hanna, trọng tài người Syria. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhằm hướng đến hai trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trên sân nhà. So với bản danh sách chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman hồi tháng 10 thì ở đợt tập trung này không có nhiều sự thay đổi. Đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Trần Minh Vương. Thủ thành Đặng Văn Lâm và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục không có tên do đang điều trị chấn thương gặp phải. Bên cạnh đó, các cầu thủ thuộc U23 Việt Nam như Văn Toản, Hoàng Anh, Thanh Bình, Việt Anh và Văn Xuân cũng không có tên trong danh sách tập trung do đang thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022. Do giai đoạn cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc bao gồm cả vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021 nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục có những sự bổ sung. Ngay sau khi U23 Việt Nam trở về từ vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, những cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc sẽ được lựa chọn và gọi lên đội tuyển Việt Nam.